Ít ai biết rằng thế giới từng tồn tại loài lười đất khổng lồ với kích cỡ lớn hơn cả voi, là tổ tiên của loài lười cây, một loài sinh vật chậm chạp, nhỏ bé và dường như là vô dụng trong thế giới động vật ngày nay. Trong số đầu tiên của sinh vật thời tiền sử này, Unchecked sẽ cho các bạn biết về một trong những quái thú sở hữu sức mạnh đáng sợ, là một trong những sinh vật hùng mạnh, to lớn và vô đối nhất trên mặt đất cách đây hơn 1 triệu năm. Megatherium, cỗ máy xay thịt đáng sợ thời tiền sử. Megatherium là một chi lười đất lớn thuộc họ Megatheridae. Cái tên Megatherium của chúng có nghĩa là con quái thú to lớn, từng có mặt phổ biến ở hầu hết các khu vực rừng thưa và đồng cỏ ở Nam Mỹ cách đây tầm 10.000 năm vào thế canh tân và là loài vật ăn lá cây và cỏ. Theo các nhà khoa học, Megatherium được cho là một trong những loài thú to lớn nhất sống trên mặt đất. Trọng lượng khi trưởng thành có thể đạt từ 5 đến 7 tấn, tương đương với loài voi châu Phi. Và khi đứng bằng hai chân thì chúng cao đến 6 mét, cao gấp đôi so với voi châu Phi. Kích thước to lớn và chiều cao khủng của mình cho phép Megatherium có thể dễ dàng kiếm được nguồn lá cây tươi ngon trên các cành cây có kích cỡ trung bình mà một số loài động vật ăn cỏ khác không đủ cao để có thể vươn tới. Hai chân sau to khỏe và chiếc đuôi lớn cứng cáp cũng là một trong những bộ phận quan trọng giúp Megatherium có thể cân bằng cơ thể khi đứng bằng hai chân. Chúng còn có một bộ xương rất khỏe với xương chậu rất lớn. Chiếc lưỡi dài của Megatherium có thể dùng để kéo lá vào miệng, tương tự như ở lười cây hiện đại ngày nay. Cách loài động vật này di chuyển cũng rất kỳ lạ và khá giống với loài thú ăn kiến ngày nay khi di chuyển bằng mặt bên của bàn chân chứ không phải là lòng bàn chân. Cách di chuyển kỳ lạ này là do chân chúng có móng vuốt rất sắc, không thể thu vào như các loài họ mèo. Vì kích thước cơ thể khổng lồ và dù cho có di chuyển rất chậm chạp vụng về thì Megatherium vẫn có rất ít kẻ thù trong tự nhiên. Ngoài ra, chúng còn được trang bị bộ da dày và những móng vuốt cực khủng, sắc bén, có lực đủ mạnh để tát bay đầu bất kỳ một con cọp răng kiếm cổ đại Smilodon nào dám quấy rầy. Tuy nhiên, vì chúng là một sinh vật hiền lành nên rất ít khi dùng bạo lực trừ khi bị dồn vào đường cùng. Những lần Megatherium đụng độ cọp răng kiếm Smilodon có nghĩa là có thể là do Megatherium vô tình xâm phạm địa bàn của Smilodon vì môi trường sống nghèo nàn thức ăn của mình. Megatherium có khả năng sử dụng bộ móng vuốt như các con dao găm cực kỳ sắc bén. Chỉ cần một cái gạt tay, Megatherium có thể chém bay đầu một con người chỉ trong tích tắc. Và như đã nói ở phần trước, chúng không chịu khuất phục những kẻ săn mồi khét tiếng, bạo ngược và hung dữ như hổ răng kiếm Smilodon. Hơn nữa, bộ vuốt sắc và dài của Megatherium như những con dao găm cực kỳ nguy hiểm. Chỉ một cú vả của nó đúng chỗ hiểm của Megatherium cũng có thể cướp đi mạng sống của hổ răng kiếm khổng lồ. Tuy vậy, Megatherium không khoái những màn đụng độ tanh mùi máu. Nếu không gặp phải kẻ thù có ý định xấu, loài động vật này sẽ không ra tay. Năm 1796, đại tá John Stewart gửi tới Thomas Jefferson, khi đó là phó tổng thống Mỹ, một vài mẫu xương hóa thạch, bao gồm cả một bộ móng vuốt lớn. Các hóa thạch này được tìm thấy trong hang động ở West Virginia. Jefferson mô tả những mảnh xương này cho thấy một sinh vật ăn thịt lớn hơn cả sư tử. Ông nói rằng, tôi có thể gọi nó với tên móng vuốt vĩ đại hoặc đơn giản hơn là Megalonyx. Đến khi có một cuộc trưng bày hóa thạch lười đất khổng lồ ở Madrid, Tây Ban Nha, Jefferson nhận ra rằng sinh vật mình từng phát hiện không phải là họ mèo mà thuộc về lười đất. Gần 200 năm sau, hai nhà khoa học Richard Farina và Ernesto Blanco công bố nghiên cứu cho rằng lười đất Megatherium cũng biết ăn thịt. Chi tiết những nghiên cứu của họ như sau. Farina và Blanco tập trung vào cách Megatherium sử dụng cánh tay. Hai nhà khoa học phát hiện cánh tay của Megatherium phù hợp để đâm hoặc chém hơn là dùng sức mạnh bẻ cành cây. Nghiên cứu kết luận rằng Megatherium rất biết cách dùng cánh tay và móng vuốt của mình để đâm hoặc vả kẻ thù. Chúng biết dùng tay chiến đấu với những đồng loại khác để tranh giành lãnh thổ. Megatherium biết lật loài thú có mai là Glyptodon để ăn lấy phần dinh dưỡng và biết dùng móng vuốt rạch lấy thịt từ xác những con vật khi đang phân hủy. Hai nhà khoa học cũng đồng tình rằng Megatherium không phải là kẻ săn mồi đáng gờm mà giống như kẻ săn mồi cơ hội. Trong môi trường khan hiếm thực vật,
Megatherium chuyển sang ăn thịt. Chúng biết tận dụng kích thước khổng lồ, móng vuốt sắc nhọn để cướp mồi từ những loài thú ăn thịt, ví dụ như hổ răng kiếm. Hổ răng kiếm là loài thú săn mồi tiền sử khét tiếng, nhưng vì có trọng lượng chỉ khoảng 400 kg, nếu Megatherium muốn cướp mồi, hổ răng kiếm chỉ còn biết chấp nhận. Các nhà khoa học tin rằng sự tuyệt chủng của loài lưới đất khổng lồ này vào sau kỷ băng hà cuối cùng là do loài người cổ đại. Họ đã săn bắt, giết chóc và dần cướp mất môi trường sống của loài động vật khổng lồ hiền lành này. Nói chúng bị tuyệt chủng thì cũng không hoàn toàn chính xác, khi một giả thuyết khác đặt ra là chúng đã tiến hóa để thích nghi. Vào Thế Thượng Tân, hàng loạt các loài thú lớn ở Nam Mỹ lần lượt tuyệt chủng thì loài lưới đất Megatherium gần như không bị ảnh hưởng và vẫn tiếp tục phát triển rộng rãi. Sau một thời gian thì một quần thể loài này đã di cư về phía Bắc và vẫn phát triển mạnh đến sau Thế Canh Tân. Còn quần thể ở phía Nam thì vẫn còn sống khỏe vào khoảng 10.000 năm trước và đã dần tiến hóa thành loài lười cây ngày nay. Và mặc dù đã được các nhà khoa học xác định là đã không còn tồn tại trên thế giới nữa, nhiều người tin rằng đâu đó trong cánh rừng Amazon đầy bí ẩn của vùng đất Nam Mỹ ngày nay, loài Megatherium vẫn còn sống sót. Các thổ dân da đỏ ở Amazon vẫn truyền tai nhau những câu chuyện về một con quái vật lông lá khổng lồ, đi bằng hai chân như người, thi thoảng lại cất tiếng hú rợn người. Họ gọi chúng là Mapinguari, có nghĩa là kẻ trông coi rừng già. Các nhà thám hiểm đã ghi lại được cả ngàn cuộc chạm trán của thợ săn với quái vật lông lá này. Nhiều hình vẽ đã được phác họa theo mô tả từ nhiều bộ lạc, thổ dân sống khắp vùng Amazon và điều đáng ngạc nhiên là đều cho một kết quả giống nhau với hình dạng của loài lười đất mà các nhà khoa học đã dựng lại từ những hóa thạch của chúng. Megatherium là một loài rất đặc biệt bởi chúng không tuyệt chủng mà tiến hóa để thích nghi. Hiện nay chúng ta chỉ còn có thể thấy được hậu duệ của Megatherium mà thôi, đó chính là loài lười và loài thú ăn kiến. Nhưng những nghiên cứu về loài này vẫn còn đó và vẫn đang được tiếp tục diễn ra. Vậy là video đầu tiên của series Sinh vật thời tiền sử đã khép lại. Nếu các bạn thấy video hữu ích, có thể để lại một like, một subscribe và chia sẻ video đến nhiều người hơn nữa nhé. Mà các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình thêm thông qua những thông tin ở phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại!